Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án ăn chia 250 triệu của tóc cần Voi Spa. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn start này. Rồi sau đó mọi người sẽ follow Twitter và test 3 người bạn. Chọn theo dõi. Rồi mọi người like và test 3 người bạn cho mình. Chọn tweet lại này. Sau đó quay trở về bot. Tiếp tục mọi người sẽ join vào kênh YouTube. Rồi bấm chọn đăng ký này. Quay trở về bot này. Sau đó thì mọi người sẽ join vào group Telegram. Tiếp tục bấm vào nút màu xanh này để xác minh này, chọn OK. Quay trở lại, mọi người join tiếp vào kênh channel. Rồi sau đó quay trở về bấm chọn check. Tiếp theo chọn Join Airdrop này. Rồi chọn Submit này. Ở đây mọi người chọn Don. Sau đó là gửi cho nó cái đường link retweet cái bài đăng nhé. Rồi mọi người quay trở lại Twitter cho mình. Mọi người mở Twitter lên này. Chọn mục hồ sơ này. Rồi sau đó tweet và trả lời. Và mọi người sẽ copy cái đường link retweet này nhé. Rồi bấm vào đây để copy. Quay trở về này. Dán vào. Rồi sau đó thì mọi người sẽ gửi cho nó profile link của kênh YouTube. Mọi người quay trở lại YouTube cho mình. Trở về trang chủ của YouTube này. Ở đây mọi người bấm vào avatar. Chọn vào kênh này. Tiếp theo mọi người chọn dấu 3 chấm. Và sau đó thì chọn chia sẻ. Và copy cái đường dẫn đến kênh. Rồi quay trở lại, nhập vào. Rồi sau đó gửi địa chỉ VPF 20 và bấm chọn Information. OK mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.